chào cả nhà nha. Hôm nay em xin giới thiệu một con máy mài chạy điện 1V 100V nha cả nhà. Đây, cái này là chạy tốc độ được 3000 nha. Đá gì 205. Điện 1V 100V nè. Motor thì 620W. Này nó mờ cho mọi người nhìn không rõ. Cái này công tắc là em mới hai công tắc vô nha cả nhà. Chứ con cái này không phải một công tắc zin nha. Cái này về á em chỉ quay chạy thử cho mọi người xem thôi, về mọi người cho nó bắt lên cái cục sắt gì đó kẹp lại thì nó cứng nha mọi người. Anh em nào cho đếm đo cái thước cho cả nhà xem dễ hơn nha. Thước là 40 nha, ngang 40, chiều cao lên thì khoảng 28.